Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 5 phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điện để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Chương trình do Phạm Bá Hân thực hiện. Nhưng mà trong cái cuộc Nam tiến thì cũng nhiều cái lợi đưa về phương Nam, nhưng mà cũng để lại cái những hậu quả như cái... Nếu mà xét về phương diện lịch sử thì chúng ta phải nhớ tới hai vị anh hùng. Một là Lý Thường Kiệt, hai là Quang Trung. Chúng ta nhớ rằng Lý Thường Kiệt đã từng đánh qua Tàu. Đấy. Quảng Đông, Quảng Tây. Và Tàu khi mà mất Việt Nam độc lập từ năm 1939, trong sách này ông có phân tích rất là kỹ cái vấn đề lịch sử này. Tôi xin nhắc lại một chút là Tàu vẫn cay cú và ôm cái hận rằng là cái đất Việt Nam là đất thuộc của Tàu. Phải lấy lại. Thành bằng mọi cách phải lấy lại. Đấy. Vì vậy mà khi cái cuộc Nam tiến đó, thì tác giả có cái một cái nhận định rất là độc đáo là suốt cả mấy nghìn năm lịch sử, cái thời kỳ lịch sử mình không nói dài lắm, nhưng mà mình nói là cho tới thế kỷ thứ 11 thì Việt Nam mới chỉ tới cái phần Quảng Trị Quảng Nam thôi. Và cho tới năm thế kỷ thứ 18 thì Việt Nam mới chiếm xuống tới Cà Mau. Nhưng mà mình dừng tại đó. Mà Việt Nam là một cái nước, ông trong cái tác giả nói rất là hay, Việt Nam nằm ở bên bờ Thái Bình Dương mà lại không có cái viễn kiến vượt đại dương. Còn nếu mà Việt Nam có cái viễn kiến vượt đại dương đó thì có lẽ Việt Nam không phải như bây giờ. Thế thì tôi xin được tóm lại một vài cái tư tưởng ở trong này ông có nói. Tại vì ông nói là thế này, thí dụ Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha so với Việt Nam là một nước nhỏ, nhưng mà cái viễn kiến của họ, họ đã đi khắp thế giới được. Trong khi Việt Nam nằm bên bờ Thái Bình Dương, rồi đến ngang đó, rồi khựng lại đó, thì cái nguyên do đó tại cái gì? Đấy, nó từ đâu mà ra? Thì ông mới trở lại cái vấn đề tôn giáo, vấn đề chiết, gọi là vấn đề quyền lực. Thì trong ấy nó có vấn đề Phật giáo, vấn đề Lão giáo, Khổng giáo. Đấy. Thì có lẽ chúng ta có lúc nào sẽ bàn thêm cái này. Thì cái Khổng giáo đó nó là một cái trụ để cho Trung Hoa đấy đã bám vào đó để mà xây dựng một cái xã hội bền vững của Trung Hoa. Và Việt Nam bám theo cái đó để xây dựng các triều đại của Việt Nam bền vững và nghĩ rằng nó sẽ vĩnh viễn muôn đời. Đấy. Không cần phải đi đâu nữa. Những cái này rất hiếm, bởi vì không, tôi không đọc thấy cuốn sách nào mà phân tích cái chuyện này. Trong này có. Đấy. Thế thì nói đến đó rồi thì cái vấn đề Nam tiến là một cái khía cạnh. Từ cái vấn đề Nam tiến đó, như anh nói hồi nãy, là có phải là một cái vấn đề mà mình đi chiếm thuộc địa không? Thì phải đọc lại cái lịch sử trong cái giai đoạn từ Việt Nam ở trong cái địa thế ấy và cũng đã bị Chiêm Thành, Chân Lạp, rồi những cái đánh, và có lần đánh ra cả tới Thanh Năng, Thăng Long, rồi đến lối đời nhà Lê, cũng như là Lý Thường Kiệt, cũng như vua Lý là phải đi thân chinh đánh, và đến đời nhà Trần thì phải gả công chúa Huyền Trân để được mấy châu, nhớ không? Thì đó là những cái đổi chác trong cái giai đoạn mà nó biên giới nó còn đang chưa ổn định. Thì đó là cái diễn biến lịch sử. Cũng như sau này mà cái phần đất sau cùng đấy là phần đất Cà Mau đó, cái phần đất mà Hà Tiên đấy, Phú Quốc á, thì cái đám đất đó nó lại là cái bàn tay đóng góp của người Hoa. Đấy. Cái bàn tay đóng góp của người Hoa khá nhiều, là vì
cái nội bộ của Trung Hoa. Đó, nhà Thanh đánh nhà Minh. Thế thì những cái thành phần của nhà Minh, quân đội và dân chúng đó hoảng loạn bỏ đó chạy qua bên này đầu thú và xin vua An Nam cho được ở. Thì trong khi đất miền Nam nó đang rộng, nó đang thưa, thì các chúa Nguyễn mới bảo ôi giờ các anh vô tôi cho định cư để xây dựng đi. Đó. Thì vì vậy nó có cái Minh Hương là vậy đấy. Thì đó là những cái mà mình phải nghiên cứu lịch sử. Còn nếu bây giờ mình buộc tội nói rằng Việt Nam mình chửi Tây chửi Tàu đi chiếm thuộc địa, Việt Nam cũng chiếm thuộc địa, thì cái đó cũng phải coi lại lịch sử. Mình không phải bào chữa cho cái chuyện đó, nhưng mà trong học môn lịch sử nó có cái gọi là reconstruct, tái dựng khung cảnh lịch sử để phân tích lịch sử. Thế bây giờ mình muốn nói tới cái chuyện mà Chúa Nguyễn chiếm miền Nam đó, thì phải dựng lại cái khung cảnh lịch sử của thế kỷ 17-18, 16-17-18. Cái giai đoạn đó mình mới hiểu được cái đó nó diễn tiến như vậy. Thì đặt vào cái khung cảnh này, mình mới thấy trong cái cuốn sách đó, mở ra cho chúng ta thấy nó cái quá trình nó đi như vậy. Mà trong cái điều kiện nội bộ đó, thì cái lúc những năm 60 thì mình lại có cái yếu tố miền Nam anh. Từ cái hồi nãy chúng tôi có trình bày là một trong những cái trở ngại lớn là phân chia đất nước. Mà phân chia đất nước ở đây đấy thì một phần gọi là một phần trách nhiệm là của người Pháp, là của người Pháp. Tại vì khi cái phong trào sau cái đệ nhị thế chiến, trong sách có nói rất rõ, sau cái đệ nhị thế chiến thì các nước thuộc địa Anh, nước Anh bắt đầu từ từ trả các thuộc địa một cách êm thấm. Còn nước Pháp đó, thì trong khi Nhật đang chiếm Đông Dương, đấy, thì để giải giới Nhật đó, thì Pháp Anh vào miền Nam và lại giúp cho Pháp trở lại Đông Dương. Mặc dù lúc đó Nhật đã chiếm Đông Dương, đã đẩy Pháp, và chính phủ Pháp lúc đó, chính phủ Vichy lúc đó đã rất yếu bởi vì Nhật đánh cho Pháp te tua, anh nhớ không? Đã. Thì Pháp được Anh giúp đỡ trở lại, và khi trở lại thì Pháp lại muốn đặt lại cái nền đô hộ. Vì thế xảy ra cái cuộc nội chiến, không phải nội chiến nữa, mà cái phong trào chống Pháp, mà do Việt Minh lúc đó có sức mạnh, và Việt Minh lợi dụng cái cơ hội đó. Và khi cái chiến tranh kết thúc thì Pháp thua trận, và vì thua trận Điện Biên Phủ, do đó phải đưa đến cái việc chia đôi đất nước. Mà chia đôi đất nước ấy, nếu không có cái hiệp định chia đôi đất nước ấy, thì Pháp cũng không muốn rời Việt Nam. Không muốn rời Việt Nam, đó là cái tham vọng mà sau rồi nó cũng muốn trở lại thời Tổng thống Nghiệm, nó cũng tìm cách trở lại. Thì cái đó là cái trách nhiệm sai lầm của cái chính sách thuộc địa Pháp. Trong sách này còn nói rõ nên mọi người nghiên cứu thấy thế thì anh nói là cái yếu tố miền Nam. Vậy thì sau khi đã phân tích như vậy mới thấy rằng là cái yếu tố miền Nam trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng để có thể giữ vững được miền Nam. Và nếu giữ vững được miền Nam thì mới có thể giữ vững được đất nước, không bị cái anh Tàu nó chiếm. Đây, cái yếu tố quan trọng đó, cái điểm đó là điểm còn then chốt, tôi nghĩ như vậy. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem phần 6 và 7 của cuộc phỏng vấn Kỹ sư Đỗ Như Điện vào Chủ nhật ngày 24 tháng 11 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thành Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.